Các võ sư võ đang bị chế giễu khi dùng nội lực hất ngã đối thủ. Cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền video giễu cợt các võ sư võ đang biểu diễn nội công hất văng đối thủ hoặc hạ gục mục tiêu như trong phim kiếm hiệp. Video chế giễu màn biểu diễn nội công của các võ sư võ đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc khoảng nửa tháng nay. Trong video có thể thấy nhiều võ sư võ đang biểu diễn nội công hất ngã đối thủ từ xa hoặc truyền nội lực khiến đối phương mất sức chiến đấu. Lấy nguồn từ những màn biểu diễn nội công võ đang và các chiêu thức thái cực quyền, video lồng ghép hình rồng, hình thái cực hoặc hình mặt trời. Ngoài tiết mục cách không chấn nhân thường thấy, các nữ võ sư võ đang trong video còn dùng vài chiêu thức thái cực quyền đi kèm nội lực truyền vào khiến đối thủ bị co giật như chạm phải điện. Video dùng nền nhạc bài Nam Nhi Tự Cường trong loạt phim Hoàng Phi Hồng quen thuộc với nhiều độc giả Việt Nam. Bài hát trong video được thể hiện bằng tiếng Quảng Đông, tiếng địa phương ở Trung Quốc, sử dụng tại tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hồng Kông. Võ thuật truyền thống đang bị nghi ngờ nhiều ở Trung Quốc sau khi võ sĩ tự do MMA Từ Hiểu Đông hạ gục võ sư thái cực quyền Ngụy Lôi trong 10 giây, trận đấu diễn ra hôm 27 tháng 4. Hôm qua, video võ sĩ MMA hạ gục võ sĩ thái cực quyền trong 7 giây tiếp tục được chia sẻ nhiều tại Trung Quốc. Võ sĩ thái cực quyền chỉ đấm được 2 đòn về phía võ sĩ MMA trước khi dính hàng loạt cú đấm và bị hạ knockout. Một video võ sĩ MMA hạ gục môn đồ Vịnh Xuân cũng được đào sới lại từ năm 2011. Chỉ trong khoảng 20 giây, môn đồ Vịnh Xuân phải đập tay xin thua sau khi bị dính nhiều đòn đấm, đá và bị võ sĩ MMA dùng đòn khóa siết cổ. Trưởng môn phái Thanh Thành muốn thanh lọc võ lâm Trung Quốc. Võ sư nổi tiếng của phái Thanh Thành sẵn sàng đấu với bất cứ ai để loại bỏ những kẻ giả mạo khỏi làng võ cổ truyền Trung Quốc. Sau khi võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đả bại võ sư thái cực quyền Ngụy Lôi hồi cuối tháng 4, giới võ lâm Trung Quốc sôi sục trước tuyên bố của Từ rằng sẽ lật tẩy những kẻ giả mạo lợi dụng võ truyền thống để kiếm tiền. Trong khi nhiều võ sư Trung Quốc đòi thách đấu với Từ, ông Hà Đạo Quân, 54 tuổi, truyền nhân đời thứ 21, trưởng môn phái Thanh Thành, lại tán đồng ý kiến của võ sĩ MMA này. Thanh Thành là môn phái võ cổ truyền Trung Quốc được xếp hạng di tích văn hóa phi vật thể ở tỉnh Tứ Xuyên. Trả lời phỏng vấn hồi đầu tuần, ông Hà cho rằng võ cổ truyền Trung Quốc chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, nhưng không phải để đóng phim hay viết tiểu thuyết. Ông tuyên bố sẵn lòng ứng chiến nếu có người muốn so tài, và người luyện võ không sợ ai, cũng không dễ dàng làm tổn thương người khác. Ông Hà luyện võ từ năm 3 tuổi, năm 1992, ông mở võ đường ở thành phố Thành Đô, đến nay đã dạy hơn 3.000 đệ tử. Ngày nào ông cũng cùng đệ tử lên núi tập luyện ít nhất 2 giờ. Hít vào, thở ra chính là cách tập luyện nội công. Luyện tập hợp lý sẽ làm cơ thể sản sinh ra nội công, ông tiết lộ bí quyết. Ông Hà từng thách đấu Mike Tyson, võ sĩ quyền Anh nổi tiếng thế giới năm 2011, nhưng không được nhận lời. Ông thừa nhận khi đó háo thắng, chỉ muốn so sánh thực lực môn phái mà không nghĩ đến mình và Mike Tyson không cùng đẳng cấp, không trả nổi phí thách đấu. Nhiều võ sư thuộc các môn phái võ cổ truyền Trung Quốc gần đây liên tiếp đưa ra những